Kính chào toàn thể quý khán giả thân mến trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì Long đang có mặt tại thôn Màng Mủ thuộc xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Và ngày hôm nay thì xin mời quý khán giả thân mến hãy đồng hành cùng Long. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây thăm hai hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Không chần chờ gì nữa, xin mời các bạn. Vừa ở dưới kia thì Long đã mua 3kg thịt để chia cho những hai hộ gia đình trên này. Hai hộ trên gia đình trên này là hộ gia đình của bố mẹ con chị Bờ La và gia đình của hai cô chú Trư nuôi cháu nội và hai con nhỏ ấy. Mà bố của cháu thì ăn lá ngón tự tử, còn mẹ cháu thì bỏ đi lấy chồng ạ. Đấy, hôm nay thì có bạn Dũng và bạn Hồ đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Dương có gửi những cái món quà tới hai hộ gia đình. Xin chào hai mẹ con. Chồng đi làm à? Hôm nay dẫn tour hay ra ruộng? Bởi tại sao mà Long lại không mua những cái thiết yếu phẩm ở dưới thị trấn? Đến thị trấn thì Long mua thịt thôi, trên này không có bán thịt. Thì muốn lên trên này để mua ủng hộ hai em vợ chồng trẻ rất là giỏi. Chồng thì ngày trước cũng được đi học du lịch, về đây thì quảng bá hình ảnh du lịch trên Mù Căng Chải và dẫn cả tour nữa, đi trải nghiệm thực tế nữa. Rất là nhiều các bạn khán giả mà hỏi Long là bạn có nhận dẫn tour không, thì Long không có thời gian đâu các bạn ạ. Lên trên này giúp đỡ bà con vùng cao, xong là cũng nhiều công trình nữa, nên là không có thời gian để trực tiếp dẫn các bạn đi được. Chỉ có tư vấn cho các bạn là lên đến đâu và lên ở nghỉ đâu đâu. Còn nếu các bạn có muốn người trực tiếp thì liên hệ với Long để Long bảo hai vợ chồng tranh thủ dẫn đi, người sinh sống tại địa phương luôn. Em tên là gì? Em tên Bờ La. Em cũng là Bờ La luôn á? À thế à, thế trùng với tên chị Bờ La trên kia đúng không? À thế à, hôm trước anh ngồi nói chuyện với chồng, anh lại chưa được nói chuyện với em. Bờ La lấy giúp anh 20 quả trứng gà. 20 quả trứng gà chia làm 2 túi giúp anh với. Lấy cho anh 20 gói mì tôm, cũng mỗi túi chia làm 10 ấy nhá, 10 túi. Cho anh ra cái túi xanh to ấy, để anh còn mua nhiều thứ nữa. Ở trên này thì những cái hàng tạp hóa thì nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi, đa phần là bán lẻ, bánh kẹo, nước ngọt, mắm muối, mì chính. Em có mắm muối mì chính không? Có. Đấy, lấy cho anh mắm 2 chai, muối 2 túi, bột canh, mì chính nhá. Công ty tính tiền giúp anh. Hai vợ chồng em mới lấy nhau thôi nhỉ? Em sinh năm bao nhiêu? 2001 à? 2001 trên này như thế là lấy chồng cũng cũng muộn đúng không? Ngày trước em có học gì không? Học hết cấp 3 là tốt rồi. Trên này thì hiếm được như vợ chồng này lắm. Chồng thì được đi học chuyên nghiệp, còn vợ học hết cấp 3. Lấy nhau kinh doanh buôn bán nhỏ nhỏ này. Hôm nay thì có bạn Hồ đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, có gửi tặng gia đình chị Bờ La bốn mẹ con đấy là 500.000 đồng. Thì đối với chị Bờ La thì Long sẽ chia là 2 cân thịt lợn kèm với tiết yếu phẩm. Còn bạn Dũng tại Hải Dương gửi tặng gia đình hai ông bà nuôi cháu mà bố ăn lá ngón tự tử. Bạn đang sinh sống tại Hải Dương có gửi tặng gia đình 300.000 đồng. Thì Long mua 1kg thịt cũng như là thiết yếu phẩm nữa. Đó. Gia đình chị Bờ La thì nhỉnh hơn một tí vì con nhỏ. Em không có cái túi xanh à? Túi đấy sao đựng được 10 gói mì tôm? Không có á? Hay là nhà có cái gùi được không? Cho anh vào cái gùi cũng được. Tí anh gùi xong là anh tặng quà xong anh mang anh giả. Không có gùi luôn. Được rồi, để anh tắt máy xong anh thiết kế giúp em. Và chúng ta sẽ vào thăm gia đình của chú Trư. Đó, chú Trư nuôi cháu nội và hai con nhỏ. Hôm trước thì mình cũng đi cùng anh Sinh, trưởng bản. Xuất quà của chú ngày hôm nay là 300.000 đồng. 300.000 đồng thì Long mua 1kg thịt lợn, mắm muối, mì chính, mì tôm, gói bánh cho các cháu nhỏ.
hết 200.000 đồng, còn dư 100.000 đồng thì Long sẽ trao tặng tiền mặt. Còn gia đình chị Bla thì mua 200.000 đồng thịt lợn, 100.000 đồng thiết yếu phẩm là 300.000 đồng, còn dư ra 200.000 đồng. Một lát nữa Long sẽ lên tặng và tặng 200.000 đồng tiền mặt. Đó, xuất quà của gia đình 4 mẹ con chị Bla 500.000 đồng, của chú Chu hôm nay là 300.000 đồng. Bộ gỗ ơi đẹp quá các bạn này, toàn kháo, pơ mu. Chào chú ạ. Sửa uống nước à chú? Cháu vâng, vào thăm chú Chu tí. Vâng. Chú Chu này thì vợ chồng có gần 60 tuổi thôi nhưng mà yếu lắm các bạn ạ. Vợ của chú thì hầu như nó không đi lại được. Còn được cái chú ấy nói tiếng phổ thông rất là sõi. Chú ơi. Cháu ơi. Ui. Không bật điện đây là chú. À. Chào chú. À. Chú. Rồi. Rồi. Cô đâu chú? À? Cô đâu rồi? Cô á? Ừ. Chú vừa về đây thì cô nó đi đâu rồi? Chú vừa đi đâu về à? Chắc là chú bật điện lên cho sáng chú. Vâng vâng. Ừ. Anh mời cưới, à chú mời cưới em gì kia, có cái thiếp mời kia. Chú hôm trước cháu đến cùng anh sinh á. Đấy. Dạ, đúng vâng. Rồi. Thế à? Vâng. Ừ, chú không nhớ mặt. Chú có nhớ mặt không? À. Không nhớ à? Không nhớ rồi. Ừ. Không phải dọn đâu. Dọn lên thế này tí. Này, cháu lên chơi với cô chú một tí. Và các em vẫn đi học à chú? Dạ. Các em nhà chú vẫn đi học à? Đi học hết. À dạ vâng. Cuối tuần mới về. Hôm qua đi vâng. Hết rồi. Đây, cháu mua tặng gia đình chút quà. Có đây. Đây chú này. Có một cân thịt lợn nhá. Một cân thịt này, chú này, chú cầm đây này. Một cân thịt lợn này. 10 quả trứng gà này. Đây cầm cái này treo đi không vỡ mất. Đấy, mì tôm với bánh này để phần cho con. Vâng, mắm muối mì chính bột giặt nhá. Vâng, cảm ơn nhá. Dạ. Rồi. Vâng. Thôi chú tiếp khách đi, cháu xin phép. Vâng. Các chú đến mời cưới rồi. Anh, vâng. Anh rể mình muốn vào. À, anh rể mình à? Ừ, anh rể mình muốn vào thăm chơi. À thế ạ. Nhau một tí mà. Vâng. Đây chú có cái mâm bàn cơm nhưng mà hỏng hết rồi. Vâng. Đồ đạc trong nhà đồ gì cũng thấy hỏng hóc hết rồi. Thì hỏng hết, còn hai vợ chồng già thôi. Vâng. Chào chị. Có biết tiếng em nói không? Không. Chị bố về. Tao. Em biết ít thôi. À, thôi chú ơi, chú với cô giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. 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 Cháu gửi tặng nha. Dạ. Cháu xin phép đây. Vâng. Con thì luôn là cháu nó là thương hai ông già lắm rồi. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn. Dạ dạ vâng, cháu đi về đây. Vâng. Cháu đi về đi chú ạ. Vâng. Chào nhá. Vâng, một chế. Vâng. À, bạn ạ, bởi vì Long vẫn còn để đồ trên xe máy nên là cũng tranh thủ xuống thăm cô chú. Bây giờ lên trên kia không tí nữa đồ đạc mất tích thì chết. Toàn thịt hà với cả gáy của đồ của chị Bla vẫn trên đấy. Ngàn thích không bạn này, ôi xưa. Ngàn to chưa, ngàn xào. Ngàn này mà xào lăn thì tuyệt vời. Gia đình bên trên này chăn nuôi giỏi lắm ạ. Gàn gà vịt dê lợn, lợn có lợn đen có đùng, chuẩn bị làm nhà gỗ dựng đây. Nhà cửa của mấy Mông thì các bạn biết ấy, nhà nào thì cũng rất là tiêu điều, có những nhà điều kiện thì chăn nuôi được sức khỏe có thì người ta đã chuẩn bị sẵn gỗ thì chuẩn bị dựng nhà mới rồi. Những cái căn nhà mới đây dựng lên rất là khang trang to, gỗ đẹp thật đấy. À, bây giờ Long sẽ tiếp tục di chuyển đến gia đình của chị Bla. Không biết là chị có lên nương không hay ở nhà nữa. Vào nhà này các bạn ạ. Chỗ này nó dốc, nước nó chảy, xói mòn hết rồi.
Vẫn chưa sửa được nước à chú? À, nó thủng nhiều chỗ quá nhỉ. Cháu đi về đây. À, bắt cóc được trộm đồ nhá. Ở trêu thì thôi, biết mà. Trêu thôi. Đi ruộng à chị? À, cho bé cái kẹo này. Lấy bé cái kẹo. Rồi, 9 giờ rồi mới đến nương á. Tặng con hai cái. Bóc cho con. Chị bóc cho con. Thế con bé bên này có lấy không? Bé bên này có ăn kẹo không? Vô dễ mà. Chị phụ ăn. Có. Ô, đến nương đi làm đi. Đi làm muộn thế này thì sao khá được. Rồi ơi. Ở trên này thì thế đấy các bạn ạ. Người dân một là người ta đi làm rất là sớm, từ 4:30-5 giờ sáng ấy. Làm đến tầm độ khoảng 10 giờ là về, là nghỉ ngơi cho cả ngày. Những cái ngày vào mùa hè nắng nóng ấy. Còn đến mà mùa vẫn còn mát như này thì mọi người đa phần là ăn cơm, xong tầm khoảng 9 giờ mới được làm thông trưa luôn, thông đến chiều tối, không nghỉ trưa nữa. Có hai cái cách di chuyển và làm việc như vậy. Bởi vì nương ruộng xa nhà ấy, chứ đâu có gần đâu. Nên là không thể nào mà về nghỉ trưa được, làm một lèo luôn. Bây giờ thì Long đang trên cung đường di chuyển lên gia đình của bốn mẹ con chị Bà La. Hai gia đình chú Trư và chị Bà La này cũng rất là gần nhau thôi, cùng thôn mà. Đây là thôn Màng Mủ. Ngày trước là Màng Mủ A với Màng Mủ B là tách làm hai thôn, nhưng bây giờ thì gộp lại một rồi. Ôi ôi ôi, này nguy hiểm quá. Thế nó xòe. Đợt này dịch dã cũng đỡ đi nhiều rồi. Không biết là các cháu đã tiếp tục đến trường chưa? Nhưng bữa trước Long đến thăm thì các cháu vẫn nghỉ ấy, nghỉ dịch. Ôi, đóng cửa rồi các bạn ạ. Chắc là các cháu đi học rồi, đợt này cũng giãn dịch rồi. Chỉ Bà La thì có khi là lên nương rồi. Đấy. Đây nhà cửa này, siêu siêu vẹo vẹo. Nói chung là hai nhà chú Chu và nhà chị Bà La thì nhà cửa cũng lưu tiêu lăn tàn với nhau. Đây có cái chìa khóa để tí tì. Đấy, không thể nào mà liên lạc trước được. Bởi vì trên này thì sóng rất là yếu, chập chờn chập chờn, lúc gọi được lúc không. Chiếc xe máy này là của chồng đấy. Chồng thì bỏ đi lấy vợ hai làm ở tận trong Quảng Trị hay trong Đà Nẵng. Nên là vẫn để nhà cửa, xe cộ vẫn để lại đây hết. Tết là không về, Tết lại sang bên nhà vợ hai. Xin chào. Em ơi. Từ từ anh nhờ tí. Em hiểu anh nói đúng không? Ừ, anh lên thăm chị Bà La này. Anh mang ít đồ cho chị Bà La. Ừ thì anh gửi em xong là chiều tối em mang xuống cho chị nhá. Được không? Được ạ. Đồ gì ấy? Ấy thôi. Kẹo. Bánh kẹo với cả trứng. Sao anh không gọi điện cho chị Bà La? Hả? Sao anh không gọi? Anh không có số chị của em có số không? Mà em không mang máy ở đây. Thì em chở cỏ về nhà xong em mang máy xuống đây nhờ một tí nhá. Em về xem máy có được số. Ừ, xong lấy số anh ấn điện thoại này anh gọi. Xong là em nói chuyện cho anh. Ai bởi vì chị không biết nói tiếng phổ thông ấy. Nhá. Nhắc đến câu chuyện tặng quà thì vừa nãy Long ở dưới kia đây. Mãi nói chuyện thì quên mất là chưa đưa tặng chú Trư 100.000 đồng còn dư ấy. Là xuất quà là 300.000 đồng.
một kg thịt 100.000 đồng, với cả thiết yếu phẩm 100.000 đồng nữa là 200, còn dư 100 nên chưa đưa tiền mặt. Và một lát nữa Long sẽ quay xuống để đưa gửi tặng chú. Còn chị Bola này thì cũng định nhờ nhà ngay bên kia mà các bạn. Đây đấy. Nhưng mà thôi, gọi điện cho chị về cũng được, bởi vì là còn tiền đấy. Thiết yếu phẩm này thì được cái là người Mông bà con ở trên này thì người ta thật thà lắm các bạn ạ, chứ không ai lấy đồ thứ gì đâu. Nên là gửi thoải mái. Đây. Chị Bola này cũng rất là chịu khó các bạn nhé. Trồng ngô, xen canh với cả cây đậu nữa. Xa xa là có những cái hành, mít rau muống, su su. Nếu lát nữa mà chị Bola mà đi làm ở gần đây mà chị về kịp thì Long cũng sẽ hỏi chị xem là có nuôi được gà không. Nhưng mà nuôi được gà thì mình sẽ hỗ trợ con giống để cho mẹ con chăn nuôi có cái quả trứng để sinh hoạt. Đó. Có công có việc gì thì có cái sản lượng thịt gà đấy sẽ đỡ hơn. Cũng rất là khó khăn trong cái phần giao tiếp bởi vì chị Bola không biết tiếng phổ thông, mà Long thì cũng nói đến học tiếng thì Long chậm lắm, cái gì cũng nhanh nhưng mà riêng cái học tiếng của các đồng bào này thì mình rất là khó tiếp thu. Bây giờ cũng 30 tuổi rồi, đầu óc bây giờ nó cũng nói đến chuyện học hành là thấy ngán ngán này. Đợi chị nhà trên kia chị chở cái cỏ voi về cho Châu, chị sẽ mang điện thoại đây thì nó sẽ lấy số của chị Bola. Hôm bữa chưa quên không lấy ai, hình như có chứ nhỉ, bởi vì là mất mấy hôm rồi mình cũng quên mất, nhiều việc quá là không biết là lấy số chưa đó. Thử xem tìm xem. À, không có bạn ạ, hôm trước là lấy số của em cậu chị. Em cậu bởi vì là em cậu biết nói tiếng phổ thông nên Long lấy số của em cậu, lại không lấy số của chị Bola. Lên trên này thì gọi thì không biết có gọi được không nữa. Bạn thấy không? Đấy, người Mông ấy, ăn mặc rất là công cành. Đi xe máy này, váy vóc là quấn từ chân lên đầu. Đây rồi, người đẹp rồi, người đẹp ba con này. Ừ. Vẫn đẹp lung linh nhỉ. Em đang gọi gì à? Vâng. Lên máy anh gọi. Em lấy số máy. Ừ, lên máy anh gọi thì đỡ mất tiền. Còn muốn gì? Còn muốn gì nữa? Có mua xuống ra. Hỏi chị ở đâu có gần đây không? Em ta xuống tôi sẽ có việc chế nó, em có lùi chế tao. Tôi xuống nó, tôi sẽ có nhớ việc chế nó, có lùi chế tao. Em có con lùi chế, xuống lấy tỏ có, em có chứ lùi chế, em ta xuống một chế là tiền xuống chả. Có nhớ lùi rồi á. Em nhớ có nhớ việc chế của nhà á. Nhớ có nhớ bị chế của nhà á? Ừ. Chị bảo về em... về chị về chế của nhà rồi à? Ừ, về không. Ngoại à? Không, đi lấy anh cọc cho cô. Hôm nay cô giáo phá anh cọc hay là sao? Cô giáo phá anh cọc nói đi lấy anh cọc. Cô giáo phát gạo ở trên trường cái gì? Vâng. Bên trên lấy dưới chế của nhà này à? Vâng. Anh ấy tưởng về ngoại. Chị bảo là anh đợi chị sắp về rồi. Sắp về rồi à? Ừ. Thế á? Còn nhà anh chơi, nhà anh ở dưới đó. Em không có nhà thì anh chơi với ai? Ừ đấy nhá, anh cảm ơn nhá. Thế là chị Bola xuống trường. Hôm nay nhà trường phát gạo cho các cháu học sinh khó khăn đấy. Thì chắc là xuống đấy để lấy gạo về rồi. Tận dưới chế của nhà kia cơ. Anh thì gần trưa sẽ về, bây giờ là 10 giờ 12 phút. Ông sẽ lắng lại một chút. Sí.
Xin chào. Người đẹp về rồi. Ui dồi ôi, hôm nay đẹp thế. À, đi lấy gạo cho con á. Gạo đâu? Không thở được à? Đi bộ từ đường đến đây không thở được các bạn ạ. Đấy. Đẹp nay mà chồng lại bỏ đi nhỉ. Cười lại cười. Bạn hài vui lắm các bạn ạ, lúc nào cũng nở nụ cười. Cô đi cùng à? Cô cái like chị đi các bạn ạ. Nhìn vào nhà. Ê, vào nhà đi. Xách cho em với. Cha nói gì, chỉ cười đi. Là không biết tiếng phổ thông của bạn. Chiêu. Bật điện lên chị. Bật điện lên. Hai cân thịt lợn làm bốn mẹ con ăn dần nhá. Còn cái kia thì là mắm muối mì chính bánh kẹo 200.000 đồng nữa. Đấy, nói dài dòng thì chị không hiểu đâu các bạn ạ. À, bởi vì chị cũng câu được câu không thôi. Đấy, cơm đấy. 200. À, cảm ơn ạ. 200.000 còn dư lại trong suất quà 500.000 đồng của bạn Hồ thôi, thì sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ây giời. Vòng này là giả bạc đấy các bạn ạ, không phải vòng bạc đâu. Mặt đẹp. Túi thổ cẩm. Túi này không đẹp bằng túi của Dín ngày xưa đan các bạn ạ. Mình có còn 4-5 chiếc cái túi thổ cẩm của Dín đan ngày xưa. Chị thì rất hay cười nhé. Chị tên là gì? Tên là Mùa Thị Cổ. Mùa Thị Cổ. À, Mùa Thị Cổ. Không biết tiếng phổ thông. Chị Pô Hè. chẳng biết cái gì đâu. Bà vừa la này còn nghe được câu được câu không? Không. Ừ. Nghe được ít nhỉ? Khỏe không? Khỏe thì khỏe một tí thôi. Khỏe được một tí thôi à? Lại yếu à? Con đi học à? Con đi học. Đi học cả gặp ba đứa đi học hết. Ừ, đúng rồi. Tối có về không hay chủ nhật mới về? Con mới bé thì đi học. Ở ngay đây à? À, bé nhất thì học ngay đây. À, đi học bản này. Chiều có về không? Dạ không về lâu. À. Chiều thì con mới bé thì về. À, bé thì về còn hai lớn thì ở trường. Ừ. À, đấy. Hai con thì thứ bảy chủ nhật. À, hai con thứ bảy chủ nhật mới về đúng không? Đúng rồi. Ừ. Dạo này mẹ con làm cái gì, ăn uống cái gì? À, ừ. Hái được ít lá diếp tanh này à? Ăn rau. Lá rau diếp tanh à? Đúng rồi. Ừ. Không có thịt đâu đúng không? Không có nên. À, có nuôi gà không? Không có gà, không có lợn. Em mua gà cho nuôi được không? Không, chắc có. Không, bây giờ mua con gà về để nuôi, em cho. Có nuôi được không? Không hiểu à? Không hiểu. Không hiểu à? Em mua gà cho chị nuôi. Nhá. Được không? Nuôi bao nhiêu con? Nuôi được mấy con? 10 con hay 20 con nhá. Hôm nào em mua lên cho nuôi nhá. Ừ, rồi. Đấy. Thế là tốt rồi. Anh nào gọi đấy? Thôi cứ nghe đi. Nghe điện thoại đi. Nào. Đây, đây, có cả sắn cả khoai gì đây. Ui dồi, khoai ngon quá này, khoai chảy mật này. Em xin củ khoai. Chiều mà. Đấy, đó là hôm nay xuất quà của bạn Hồ đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi tặng bốn mẹ con chị Bà La 500.000 đồng. Thì Long mua thịt với mua thịt yếu phẩm 300, còn dư 200 thì gửi tặng chị tiền mặt. Đó, chú trừ dưới kia thì bạn Dũng đang sinh, bạn ấy sinh sống nước ngoài nhưng mà quê bạn ở Hải Dương, gửi tặng 300.000 đồng. Thì vừa nãy Long đã thiết yếu phẩm thịt với cả ấy là 200, còn dư 100 bây giờ Long sẽ quay lại để gửi tặng chú. Cứ nghe đi. Có lẽ là ngày hôm nay thì công việc của Long như vậy các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số gần nhất trên kênh nhé. Hy vọng là luôn luôn nhận được những cái món quà từ các bạn khán giả cũng như các quý hảo tâm để giúp đỡ được những gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn này.
Nhờ. Nhờ. Em đi về đây. Khỏe nhá. Khỏe nuôi các con nhá. Mô chế. Mô chế. Ừ. Bắt tay cái. Bắt tay mà mua dùng nhá. Mua dùng. Bắt tay cái. Bắt tay hai người đẹp cái. Xin chào.